bao giờ để khỏi được mê tín, khó lắm. Hả? Mấy em loan thôi Ừ. ấy. Nhưng mà thật là mấy em thành cái một thờ, mấy em quý quá cái một thờ, À. nên đây là anh em đạo người thờ, Ừ. có cô trên này đạo nghĩa Đọc coi hết mà. Hôm qua rét có vẻ đau hơn đúng đạo. không? À, ông thối hai củ xương đùi đấy, nói hôm rồi ông có rồi vào trong kia gặp hai ông còn nặng hơn của anh ấy. Nhưng mà bây giờ tết rồi. Một chiếc bây giờ đi lệch chân rồi. Đau lắm, còn trước kia đau mà làm chết mà cái làm cái này là gay lắm. Mỗi hai cái xương đùi này là nguy hiểm, nhiều người không có biết. Hôm anh lên Bạch Mai là nó Việt Đức đấy, nó bảo 90 triệu một cái đấy. Một cái cổ xương đùi. Rồi nhiều. Nó một Là có đấy là bảo hiểm. Này tia laser này, tia laser chiếu vào để nó mới mòn được cái, nó kích thích sinh học của cái xương khớp của anh nó mới đỡ. Không có bây giờ mà không có mấy tháng nay chữa thì cũng tỏi hết rồi. Anh kheo liệt đi thì máy laser công suất thấp thì điều trị thấy bao nhiêu người tốt là và phục hồi não mà quê mình ấy. Rất tốt đấy, là bác ăn, ăn chay đấy. Hôm nọ xơi, hôm ấy là chính xơi ở mấy miếng thịt thế ngàn sau không chịu luôn, đau luôn. À là chữa cái sinh học này, nói chữa bệnh đông y này nó thật là chỉ có kiêng thịt chúng sinh là nhanh khỏi nhất, kết hợp với mọi người nhất, chứ còn các anh cứ ăn thịt chúng sinh thì khó chữa lắm. Hôm nay bác sĩ giám đốc bệnh viện về được gần năm rồi, nay ra uống huyết áp, bác sĩ bệnh viện Giao Thủy đấy, Nam Định này, giám đốc bệnh viện nghỉ hưu, trước là trưởng khoa ngoại nên bác sĩ đấy. Thế này ông huyết áp 160 cũng bị gút mấy năm nay rồi, trông đi lệch lệch nên bảo bị gút, nhưng mà chắc chắn là thoái hóa rồi, rồi khớp rồi, lưng rồi, ra lưng rồi. Mà mất ngủ yên tâm, làm một hai ngày là anh ngủ được thôi chứ không no đâu. Đấy, cái no này giờ riêng cái mất ngủ là một cái huyết áp này, huyết áp này ông đang uống một viên thuốc đấy, giám đốc bệnh viện đấy mới hiểu người xuống lắm. Thế bảo cứ yên tâm đi, chữa thì không nói với này ngon. Chỉ mấy cái này mới làm được cái khớp này thôi. Nên chúng ta đừng có làm xong thì người ta để đây bố phải làm đúng không? Bây giờ cuộc sống người dân giờ khổ lắm, không biết gì. Như vậy công nhận là anh có công nhận với tôi là ấy không? Là khi ăn thịt và nó đau không? Hơn không? Đấy. Nhưng tôi nói thì mọi người cứ bảo là bác sĩ người ta cho ăn thịt thì việc cái gì đâu mà này cứ không ăn thịt. Thế bảo ăn thịt vào bây giờ đồ bẩn mà nó vào thì xương khớp là phải nuôi hết, mà không hiểu là cứ cứ cho để chúng tôi là hay các nương y ở đây là ăn chay thì mới nói thế. Nhiều người tôi không anh bị miệng đây. Thế này các bác này, ăn chay bác ăn ngày một bữa nhưng chắc có nhiều thứ. Và không, chúng tôi ăn ngày bữa lúc nào các bác cứ vào đúng 11 giờ nó đang ăn đấy, vào xem nó có những cái gì, mà chỉ có anh đến đây anh chứng kiến được nhiều bữa nhưng các ăn có cái gì đâu, toàn có rau củ quả chắc vậy. May ngày Tết còn được ít đấy, ngày này ít cam quýt thì các loại nó mua về cho, chứ còn ngày thường có đâu, chỉ ăn ngủ đúng giờ thôi, không ăn vặt, nếu ăn vặt là cơ thể xuống ngay. Ăn gà là hỏng này, nhiều người không để ý ăn vặt mà
Nếu nói thực nói chỉ ăn ngủ không cần phải chữa gì mà cũng chẳng phải cầu cái gì cả. Anh cũng biết đạo Phật đấy, cứ đi cầu với gõ mõ tụng kinh sao mà ông Phật ông độ cho mình cái bệnh anh khỏi được đúng không? Đấy anh đọc cái đường về chư Phật, à anh đọc cái người Phật tử gần biết một hai anh biết rồi đấy. Cứ đảm bảo giữ năm không tha tinh thì chúng trộm cắp lấy của họ xin ơi mà hái không là cũng chết có chứ không cứ đến hái không ấy. Rồi quả khế của khiếc muốn ăn thì cứ hái có gì không đấy cũng là lấy của không cho công hơi người ta cũng cấy ra. Ba là không tà dâm. Ôi rồi bây giờ cái tà dâm của nó không phải là đi lang thang với người khác đâu anh ạ. Mẹ nói đâu có nhìn yêu nó mà nuốt nước bọt là đã chết rồi, hai người đều thọ nghiệp cả rồi. Ái nó bằng nghiệp ái nó bằng mắt bằng mũi bằng tai bằng ý cơ mà. Trong ý mình không biết là nó thích mình hay mình thích nó. Thì nó thật với anh người đời khổ là phải nên là Đức Phật dạy là không tà dâm hết. Tà dâm bằng mắt bằng mũi bằng miệng nhưng xem hình ảnh truyền hình nó cứ đem quảng cáo cái ăn mặc máy tắm máy tiếc ấy nó kích thích đúng không, kích thích dục dở khởi ngay cả ông cả bà cả cha con râu con rể cháu chắt ngồi xem hết bù xì không có hiểu. Nhưng nhiều người chả để ý đấy mà tôn giáo họ nghiên cứu họ chả để ý cái đạo đức đấy, đạo đức làm người. Nên là tại sao con người khổ, nên là nói thực nói từ ngày anh đến anh chữa nhưng không có anh mà mổ hai cái đê, cổ xương đùi này thì chắc là anh cũng giờ tốn tiền mà biết đâu rồi có khi thối hai cổ xương đùi chết. Anh ăn liệt gần liệt hết rồi bỏ vào đây nay anh nó đi xe máy đi hót rác đi chở rác của thôn xóm là tốt lắm rồi. Đấy, ra đây những đợt trước những tháng trước ấy ở làm ở đây ngày 30 40 người anh biết đông như thế nhưng mà nói chung là nhiều người nhận đến hỏi sao mà những em khỏi rồi tốt rồi cái thoái hóa phục hồi não thì chắc là yên tâm rồi không thấy ai quay lại nữa mà hơn nữa thì hỏi điện thoại chúc mừng thì họ cảm ơn ôi Tết rồi, vừa rồi mang các thứ đến tôi không không nhận bây giờ làm từ thiện là làm từ thiện chứ làm từ thiện lại cô các bác bảo hồi Tết cho tôi bảo không nếu không thì nể quá lấy một gói gói kẹo hay cái gì đấy chứ còn nếu mà lấy người ta thành Tết thế được với anh thế người đời không có hiểu nên là chỉ cần ăn ngủ thôi ăn ngủ tốt thôi thì bảo là nếu mà tôn trọng chúng em ấy thì bác về cứ giữ ăn ngủ cho em cứ ăn giờ ngày xưa chúng em tuyển quân lính thế giờ em vẫn đang ở quân đội em biết rồi đấy cứ ăn ngủ đúng giờ con ông nào cứ ngủ phi thời lung tung nào cũng chết nên là bây giờ các bác giữ ăn ngủ nghe khăn trả công chúng em rồi coi chúng em làm từ thiện chỗ này chúng em không có ngại đâu vẫn là đúng giờ thứ hai là phải hạn chế ăn thịt chúng sinh và bỏ thịt chúng sinh thì khỏi quay lại riêng thịt chúng sinh nó thực với anh là bị hết từ các cái áo thạch các những ông tướng ông tá là gặp em hết mấy ông giáo giáo sư ở Hà Nội à, đều phải 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 chịu tất cả phải nói là chúng tôi không giữ được ăn uống nên là người nó khổ ăn uống bây giờ anh bảo đi giờ toàn hóa chất đi nó ăn vào thì làm sao được đấy anh ăn chay có mấy bữa ở dưới bọn nó bảo theo ông bằng thì gầy lắm đúng không có nhiều đứa nó nói gì không không có chất không có chất không có chất nuôi cơ thể con người cái tỷ vị con tỷ con vị trong lấy cái gì thì ăn cơm rau không ăn muối nước gì đấy làm sao mà sinh sống được À, nó bảo tỷ vị là không có gì nuôi được thì sống sao được con người mà sao tao vẫn lao động tao ăn chay mà tao lao động ở đây còn anh bỏ bữa tối lâu nay Tết giờ ăn nữa tối Tết không ăn tối đó vậy là mấy tháng rồi mấy tháng không ăn tối rồi hơn tháng tháng rồi không ăn tối còn ăn chay đấy hôm trước vô tình là ăn có một vài miếng thịt à tháng trước em đau đầu ơi đau đấy anh biết đấy cảm nhận anh mà trước anh khỏe như thế tôi thấy anh bê hai bao xi măng cắp nách lên đúng không còn có khi là khỏe cái thời gian là phí quá đúng không tôi thấy anh bê hai ba xi măng nhảy đầu thợ luôn lúc này nên là nó động quá và hai củ xương đùi của anh nó bị là phải thôi nên là mong là sao giờ biết rồi hiểu cái đạo Phật đấy là một chút thôi chứ anh cũng chưa có giữ được nhưng mong cố gắng anh phải giữ đi là riêng cái con người con ăn thịt chúng sinh đảm bảo anh này nói gì thì nói cũng không bao giờ giờ sạch được cơ thể đúng không?
Ông nói ông Phật ông khuyên đó, nhưng mà chắc chắn là bị, nên là cố gắng là giữ đi anh ạ. Chúng tôi thường các anh lắm không biết sao được, chỉ có những người làm được những việc như này mới biết được, hiểu được tâm con người khổ, nhưng nó thường đau khổ tại mình hết, em rất là đầy nhà mình. Bây giờ đấy hôm nay vừa đi qua đây này, cũng đầu năm đầy đúng không, đầy đường. Ừ. Ai thầy cúng đi mua thịt chó về ăn bún thì chết luôn còn gì nữa. Nhà nghiên cứu tôn giáo, những nhà khoa học, những nhà lãnh đạo chả để ý gì cả. Anh thì chưa có tu thì mấy anh giữ được 2 bữa thế rồi mà chay, là anh là tuyệt vời đấy. Chứ còn những cái dạng đi chùa chuyết rồi những nhà khoa học nghiên cứu về tâm linh của giáo, người ta có giữ đâu, khó lắm. Em đi ở Hà Nội, em công tác ở Hà Nội thì em biết hết rồi, đi vào chùa Quán Sứ em biết hết rồi. Nên là giờ về quê tranh thủ dựng ra cái hội này, cái trung tâm này để giúp các anh để khỏi khổ. Nhưng bản thân chúng em ngày ngần ngày ăn ngày một bữa, anh biết đấy, anh ra ngoài anh xem trưa đấy toàn rau củ quả, có cái gì đâu, ăn cơm gạo nứt đấy, cũng ăn bình thường như mọi người thôi. Thế là chúng em làm cả ngày nhờ đấy, anh biết là phải đâu, đi này, ô tô 400-500 cây một ngày vẫn cứ phải giữ. Bên trong mình có tiền về, các em nó nghỉ em nó đỡ khổ, chân cái gối đi cũng đỡ rồi đúng không, đỡ nhiều chứ, riêng dùng máy laser là nó công suất thấp ấy. Đấy, anh cứ về anh xem cái ai mà có mạng anh cứ xem là laser công suất thấp cho nó chữa những bệnh gì rất tốt. Thế nhưng mà nhiều người không có để ý mà xem mà chữa. Nên là các nơi hôm nay là có, anh có biết nay 2 cái người tàn tật ở Nghĩa Hưng sang đây 30 mấy cây cho sang ăn ngủ nhà chùa đấy. Sáng giờ ra chiều nay em cho làm cho đấy, sáng thì cháu nó làm, lương y nó làm. Nên là nhiều người thương mà chả biết được. Đến hôm nay giám đốc bệnh viện ra ông bảo là giờ uống thuốc tây thì nó cũng còn 2 nữa ấy. Ừ, tôi bị ngủ giờ tôi cũng lâu 4 năm nay rồi. Đấy, giờ nghỉ mới nghỉ giám đốc có mấy ngày, nghe sức khỏe nó có vẻ kém kém. Anh thấy bảo là bác sĩ bệnh viện đây nó bảo là anh chữa, các anh ở đây hội đông y đấy chữa cái đông y rất tốt về vấn mất ngủ, huyết áp. Bảo anh có huyết áp mà tôi 160, bảo anh ra đây. Từ mai tôi sẽ cho huyết áp anh không phải uống thuốc nữa. Thứ hai mất ngủ anh cứ yên tâm, mất ngủ còn chữa có một vài ngày là hết. Bây giờ còn ngủ ra cái ông định bên kia hội đông y là bây giờ ngủ nhiều quá nhỉ, 4 giờ ông chưa dậy, nếu mà để ông ngủ đến 7 giờ, nhưng mà ông ngủ giả bữa không được, anh phải dậy vào lúc 4 giờ. Em dậy 3 giờ, nương mấy cái nhóm lương y của em ăn ngủ chúng ở đây chỉ có 3 giờ thôi, 10 giờ đến 3 giờ, 10 giờ đêm đến còn 22 giờ đến 3 giờ chúng em dậy. Nói chúng em chỉ ăn chay có ngày bữa ai thế rồi vào mà em khỏe, ông ấy ngồi ông ngớ rồi. Thì ông giám đốc bệnh viện bao năm mà ông chuyên mổ đấy, chuyên mổ ruột thừa với bệnh cắt sông ruột đấy, phải còn giờ gút của anh thì bao giờ lại, tôi bảo bây giờ đừng ăn thịt chúng sinh nữa, bây giờ anh đi tiếp khách đi. Anh nghỉ hỏi anh có làm thêm không, bảo tôi năm nữa nên ai mời tôi đi, cũng có mấy người mời rồi, tôi bảo mình nghĩ trong tôi nghĩ thôi về hưu mà cái ngành y này nó cũng độc hại chứ có phải tốt đâu. Giờ mà chữa bệnh cho người ta thì rất là tốt thật, tâm thì tốt, nhưng mà nếu như mà mình tham tiền một tí là nó hỏng hết người anh ạ. Lấy người khổ không cho cái người bệnh người ta đau đớn, mà mình chữa không đến nơi đến chốn mà đã cầm tiền người ta là nguy hiểm lắm. Nên là nói thực với anh rất là khó nói, chỉ mong làm sao là mọi người chữa hay bệnh thì phải cái tinh thần phải thương yêu nhau cơ, thương yêu cái bệnh của họ như bệnh mình thì may mới chữa. Đấy bác xem ra đấy bác đón với chờ, lúc thì đông lúc thì ít ngày, anh tập anh biết rồi. Có ngày như bác làm mà với 3 liệu trình thì nói anh cái máy này thì có 4 mấy nghìn, 4 nghìn này, 47.800, cái máy kia ông ấy, nhà nước cũng bắt thu 7 mấy nghìn, anh bảo ngày cho bệnh nhân phải hơn hơn 100.000. Thế nhưng mà nó không sao, mình còn có thể có chỗ được, nhưng bệnh nhân ta đau mà nông dân thực ra anh chữa ngày 100.000 tiền đâu ra, không có tiền anh biết rồi, biết đấy là 2 liệu trình rồi. À,
30 phút này. Đấy, 30 phút này.